Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong cái video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp địa hình khung carbon mang thương hiệu Lowy và cấu hình rất là tốt trong tầm giá. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này cho các bác ngay bây giờ. Chiếc xe này là khung toàn bộ carbon sóc giảm sóc hơi. Đây. Vâng, và đây là chiếc tổng thể chiếc xe đạp Lowy. Thương hiệu Lowy. Thương hiệu này thì nó cũng không quá là nổi tiếng ở thị trường Việt Nam, và nhưng mà nó theo như những cái gì mà em tra được trên mạng thì nó là của Ý. Đấy, của Ý design, cờ Ý. Của Ý thôi, chứ còn bây giờ thì cái xe đạp bây giờ thì các cái nước lớn như là Pháp hay là Ý hay là Mỹ hay là Nhật thì nó cũng đều là sản xuất làm thương hiệu thôi, còn đâu sản xuất thì đều tại 100% tại Đài Loan. Đấy, thì đây là xe chính hãng chứ không phải là xe ngoài. Từ những cái ấy này cũng là chính hãng hết. Cái giờ phanh này cũng là chính hãng. Được thiết kế tại Ý, sản xuất tại Đài Loan. Khung carbon. Con này thì có cấu hình là khung toàn bộ carbon, size là size 17 inch. Size 17 inch thì nó phù hợp cho các bác cao từ khoảng 1m63 cho đến 1m75. 1m8 đi con này cũng được nhưng mà hơi bé. Về cần cấu hình của chiếc xe thì xe là sử dụng đùi đĩa trục rỗng. Đùi đĩa trục rỗng. Cùng carbon toàn bộ từ đầu cho đến đuôi. Giảm sóc của chiếc xe là giảm sóc hơi ISO E này. E là có nghĩa là không khí. Ở trên này của chiếc xe thì có, khi mà vặn ra thì có lúm bơm hơi. Như là bơm xăm lốp luôn. Mayơ của chiếc xe là mayơ bi vòng cả trước cả sau, tất cả là đều là bi vòng, hay còn gọi là bạc đạn, tube bearing. Riêng cái phần sóc hơi này thì nhún rất là êm, mỗi tội là trong quá trình sử dụng là xe đã qua sử dụng thì nó không có cái khóa sóc này, thì nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì đã là sóc thì mình cần nó nhún, cho nên là cũng không bao giờ khóa cả sóc hơi. Phanh dầu là của chiếc xe là trang bị phanh dầu Avit, tay chuyển số L2. Khung carbon rất là nhẹ. Máy đằng sau cũng là máy hai bi vòng. Đây như các bạn có thể nhìn thấy là dòng chữ là tube bearing này, là hai cái hai bi. Lít của chiếc xe là lít 2 4 6 8 10 lít. 10 lít và bộ chuyển động là Shimano Antut. Shimano Antut này thì nó cũng khá là tốt trên tua lây, trên Antut này mà là Antut đời mới và 10 lít. Ở đây là có thương hiệu của xe, ở đây là yên. Vì cái xe này carbon cho nên là không, thường là sẽ không nắp chân trống, cho nên là em cứ phải giữ một tay này, em đặt vào đây thừa thôi này. Giảm sóc là giảm sóc hơi. Giảm sóc hơi. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Trục rỗng. Trục rỗng có nghĩa là trục nó xuyên sang bên kia luôn, nhìn đấy. Nó rỗng. Đĩa nhô của chính hãng Lowy luôn. Lip màu lip 10 tầng, răng đĩa to. Theo núi tốt ạ, bộ bánh là bánh hai bi vòng, bánh bi vòng trước và bánh bi vòng sau. Giảm sóc hơi. Chiếc xe này rất là tốt trong tầm giá. Hình dáng thì nao lên như một con hổ đang vồ mồi. Khung carbon toàn phần, đùi đĩa trục rỗng 10 lít. Mayer bạc đạn. Giảm sóc hơi. Mỗi tội là giảm sóc không có còn cái khóa này thôi. Vâng. Cái đấy thì không quan trọng lắm, bởi vì những cái xe có giảm sóc này thì gần như là không dùng đến cái khóa đấy. Vâng.
Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai. Và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện và về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy, thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8/10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em này em bán đồ cũ, cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra, nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là: một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo, có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp, để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.